TTHKT cuối cùng đã thừa nhận yêu Nhật Kim Anh. TT thừa nhận từng thích Nhật Kim Anh và có bày tỏ tình cảm, nhưng thời điểm đó nữ ca sĩ chưa sẵn sàng. Cách đây một thời gian, mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và TT trở thành tâm điểm chú ý của công chúng do dính vào nghi vấn hẹn hò. Dù cả hai đã phủ nhận nhưng cả hai luôn có động thái làm dấy lên tin đồn cặp kè. Không ít lần cựu trưởng nhóm HKT và mẹ một con được phát hiện đi du lịch chung, gửi gắm lời yêu thương ẩn ý cho nhau. Mới đây TT đã có lời giải đáp cho mối quan hệ với Nhật Kim Anh. Trong sự kiện họp báo khi được hỏi về chuyện tình, TT khẳng định hiện tại mối quan hệ của anh với Nhật Kim Anh là chị em thân thiết, luôn hỗ trợ nhau. Nhưng anh cũng thừa nhận từng tỏ tình với Nhật Kim Anh nhưng bị từ chối. Thời gian trước đây tôi có một chút tình cảm với chị Nhật Kim Anh, có tỏ tình nhưng chị ấy chưa sẵn sàng nên sau thời gian suy nghĩ lại, tôi xem như người chị thân thiết ở cả ngoài đời lẫn sự nghiệp. Tôi tỏ tình bằng câu nói vui rằng em thích chị, nhưng chắc chị ấy nghĩ chỉ giỡn thôi. Nhật Kim Anh cũng vui vẻ, hay chọc nên cả hai chỉ dừng ở mức độ chị em giúp đỡ lẫn nhau, TT chia sẻ. Về việc bị cho là cái bóng của Nhật Kim Anh, TT bày tỏ đó là suy nghĩ của mỗi người nhưng sự quyết tâm và đam mê của mình sẽ nói lên tất cả. Anh không muốn dựa hơi vào ai, cũng không muốn làm mọi việc phức tạp. Anh cho biết thêm, tôi chưa từng nghĩ phải làm chiêu trò hay xì căng đan gì đó trong showbiz. Thực sự với một nghệ sĩ, tôi muốn tạo ra sản phẩm cống hiến cho nghệ thuật và công chúng đầu tiên. Về mối quan hệ với Nhật Kim Anh, tôi chỉ xem như một người chị, người giúp đỡ mình trong nghệ thuật và ngoài đời thường. Nhật Kim Anh đi trước, chỉ cho tôi con đường tốt nhất. Khi tham gia vào công ty, chị ấy hướng tôi theo hình ảnh lịch lãm hơn để chứng minh được sự trưởng thành ở thời điểm hiện tại. Trước đó, nếu TT khẳng định không có chuyện gì với đàn gì thì Nhật Kim Anh lại lấp lửng, TT và vợ cũ của em ấy đã chia tay từ lâu. Nếu chúng tôi đến với nhau cũng chẳng có gì là sai. Dù có lên tiếng phủ nhận bao nhiêu lần mà lần nào cũng có thêm các bằng chứng như bây giờ thì khó lòng có thể nói giữa cả hai chỉ đơn thuần là tình đồng nghiệp hay chị em. TT sinh ngày 10 tháng 1 năm 1990 tại thành phố Cần Thơ. TT tên thật là Phạm Linh Phương. Anh được các fan coi là Mỹ Nam của nhóm nhạc đình đám một thời HKT. Với chất giọng cực chuẩn, ấm cùng với ngoại hình chuẩn và những bước nhảy cực kỳ điêu luyện trên sân khấu mỗi đêm diễn giúp anh ngày càng được lại gần hơn với khán giả. Với sự rèn luyện nghiêm túc của bản thân cùng với sự đào tạo bài bản của một ekip chuyên nghiệp, TT ngày càng hoàn thiện hơn trên con đường ca hát và mong nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.